Chào mừng quý vị và các bạn cùng quay trở lại kênh Phong Thủy Gia Cát. Quý vị thân mến, trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ cho quý vị những con giáp may mắn nhất trong ngày 17 tháng 10 âm lịch. Và đây là những con giáp vô cùng may mắn trong ngày 17 tháng 10. Và ngày hôm nay, các bạn làm gì cũng vô cùng thuận lợi, từ việc nhỏ đến việc lớn, đi làm dễ được khen thưởng, đề bạt. Vào ngày hôm nay, bạn đều ký kết các hợp đồng quan trọng thì khả năng thành công có thể lên tới 90%. Các bạn hãy tận dụng cơ hội ngày hôm nay để có bước tiến lớn trong sự nghiệp nhé. Đó là các con giáp sau đây. Một, tuổi Hợi. Nhờ tam hợp hỗ trợ, người tuổi Hợi làm nghề buôn bán, kinh doanh sẽ có một ngày thứ bảy thuận lợi, hàng hóa bán chạy hơn thường lệ. Nhìn chung mọi việc đang tốt dần lên, bạn cũng nhận được những lời đề nghị làm ăn, hợp tác cùng phát triển. Đường tài lộc có khởi sắc hơn nhờ tam hợp cục trợ vận. Bản mệnh không phải là con giáp lười biếng, ham ăn chơi, bạn rất chăm cày cuốc bất kể ngày nghỉ. Tuổi này hay có thêm khoản thu bên ngoài, được người khác tạo cho cơ hội kiếm tiền, chỉ cần chăm chỉ kiếm là được. Với người làm công ăn lương, bản mệnh được cả cát thần, chính quan, nhập mệnh nên vận trình chẳng có gì phải lo lắng. Ngày này, bạn phát huy nhiều năng lực khá tốt, đưa ra nhiều ý tưởng độc đáo và được đánh giá rất cao. Ngay cả đối thủ cạnh tranh cũng phải thể hiện sự nể phục với bạn. Vận trình tình cảm không có gì đáng ngại, tuy nhiên bản mệnh cần quan tâm hơn nữa tới người ấy của mình nhé. Đừng suốt ngày lấy lý do bận rộn làm cớ, cố gắng cân bằng cả công việc và tình cảm, bạn sẽ thấy cuộc sống ý nghĩa hơn rất nhiều. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Hợi cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 2. Tuổi Mùi. Tam hợp thái tuế dự báo hôm nay sẽ là một ngày nhiều may mắn, cát lành với người tuổi Mùi. Bạn có thể bắt tay vào thực hiện những dự án còn dang dở. Điều bạn cần nhất bây giờ là sự tự tin cũng như một chút mạo hiểm để xây dựng cho mình một sự nghiệp vững chắc trong tương lai. Đường tiền bạc may mắn nhờ tam hợp nâng đỡ. Hôm nay bạn thoát được mọi vấn đề đen liên quan tới tiền bạc. Tuổi Mùi là người khéo ăn, khéo nói, giỏi giao tiếp nên lúc nào cũng biết kiếm mối làm ăn. Người buôn bán thì đắt khách, có tiền lời nhờ khả năng giữ khách của mình. Cát khí trong hôm nay cũng cho thấy tài vận tài lộc của con giáp này tăng tiến bất ngờ, mang đến nguồn thu nhập đáng ngưỡng mộ. Đặc biệt là những người buôn bán, kinh doanh sẽ vô cùng hanh thông thuận lợi, tìm được hướng đầu tư phát triển mới, thu về nhiều tiền bạc hơn. Vận trình tình cảm khá bình ổn, mặc dù đôi khi vẫn còn có chút bất đồng trong quan điểm, suy nghĩ, nhưng quan trọng là cả hai đều có sự cảm thông, thấu hiểu đối phương và biết cách chăm lo cho gia đình. Khi cả hai cùng cố gắng dung hòa thì mối quan hệ tình cảm mới có thể bền vững. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Mùi cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 3. Tuổi Sửu. Tuổi Sửu trong ngày được thực thần chiếu mệnh sẽ có những tin tích cực ở phương diện tài lộc. Tử vi hàng ngày cho thấy việc kinh doanh buôn bán khá hanh thông, tiền bạc liên tục đổ về túi. Sau bao nhiêu nỗ lực và cố gắng, tình hình tài chính được cải thiện, khiến tuổi Sửu cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Thu nhập của con giáp này tăng lên, bạn không ngần ngại xung pha kiếm tiền nên tiền đổ về là điều bình thường. May mắn hơn, bản mệnh còn đạt được những khoản thu nhập khá nếu bạn đang làm nghề tự do. Với người làm công việc cố định, ngày này bạn cũng để dành giải quyết những khó khăn đang vấp phải, khiến cho đồng nghiệp và cấp trên cũng phải ngạc nhiên về hiệu quả làm việc của mình. Con giáp này có tinh thần làm việc hăng say, cống hiến hết mình nên khó khăn cũng không chùn bước. Mộc khắc thổ lại khiến tình cảm gặp chút rắc rối bởi cả hai đều quá coi trọng công việc, ít dành thời gian cho nhau. Vậy thì Sửu hãy tranh thủ ngày cuối tuần để hẹn hò và hâm nóng mối quan hệ với người ấy đi thôi. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Sửu cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Tị Dậu Sửu để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 4. Tuổi Dần. Nhờ có tam hội cục xuất hiện trong tử vi hôm nay của người tuổi Dần, báo hiệu bản mệnh được quý nhân che chở trong công việc, tìm ra con đường phát triển của mình trong tương lai.
Nhờ vậy bạn càng thêm tự tin về lựa chọn của bản thân mình. Đường tiền bạc của người tuổi này may mắn được tam hội chiếu cố nên có quý nhân giúp đỡ. Bạn kiếm tiền dễ nhưng khó giữ tiền. Thế nhưng nếu bạn chịu khó tận tâm làm việc, chi tiêu chừng mực thì sẽ tích được khá tiền, không thua kém gì ai hết. Con sắp này dần hiểu được điều mình muốn là gì, cũng biết thế mạnh của mình nằm ở đâu, nhờ đó mà dần đã hoạch định được tương lai cho bản thân với những kế hoạch đầy tính khả thi. Bạn chỉ cần làm theo kế hoạch đã định là có thể đạt được mục tiêu như mong đợi. Trong vấn đề tình cảm, dù thời gian này khá bận rộn cho những kế hoạch cá nhân, song những chú hổ vẫn cố gắng dành thời gian để chăm lo cho mối quan hệ của mình. Nhờ vậy giữa bạn và nửa kia hạn chế được rất nhiều hiểu lầm không đáng có, tình cảm rất ổn định. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Dần cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Năm tuổi Thân. Trong ngày 17 tháng 10 âm lịch, vận trình tài lộc của người tuổi Thân đang trên đà tăng tiến khi được chính tài hậu thuẫn. Con sắp này sẽ biết cách kiếm tiền, khéo léo tận dụng những lợi thế của mình để biến nó thành cơ hội. Thu tiền về đầy tay là điều đương nhiên. Được quý nhân trợ giúp nên những gia chủ tuổi Thân được lộc nhiều hơn mọi ngày. Nay là ngày bạn có lộc ăn uống, kiếm tiền, được nhiều khoản phụ. Con sắp này luôn biết cách để bản thân không phải xin xỏ, dựa dẫm tiền bạc vào bất cứ ai, tự làm tự ăn, không phụ thuộc. Nhìn chung cả sự nghiệp và tài lộc đều có triển vọng phát triển nếu biết tận dụng triệt để các mối quan hệ của mình, nhất là với những người đang làm trong lĩnh vực bán hàng, kinh doanh, nhân sự, khéo léo luồn lách thì không lo thiếu vốn làm ăn. Tuy nhiên, chuyện tình cảm của con giáp này gặp chút rắc rối do ngũ hành xung khắc. Các cặp đôi không tìm được tiếng nói chung khi có xung đột xảy ra. Bạn nên dành thời gian để tâm sự, chia sẻ với đối phương nhiều hơn để kéo gần khoảng cách giữa hai người. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Thân cần phải luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Thân Tí Thìn để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 6. Tuổi Mão. Ngày được thiên ấn nhập mệnh, tuổi Mão đạt được những biết tướng mới trong tiến trình sự nghiệp của mình. Ngày này bạn càng mạnh dạn thể hiện thì càng có những cơ hội để cất nhắc lên vị trí cao hơn. Đừng bao giờ che giấu tài năng của mình khi đó là cách để bạn đạt được điều mình muốn. Đường tiền bạc khởi sắc nhờ tam hợp cục nâng đỡ. Những người làm công ăn lương có thu nhập ổn định, không còn lo chuyện tiền nong. Những người làm ăn kinh doanh hoặc chơi chứng khoán có thể nhận được khoản tiền lớn từ những khoản đầu tư trước đó. Dù đang có lợi thế hơn người, Mão cũng không nên tỏ ra kiêu căng, ngạo mạn. Hãy cố gắng học hỏi và trau dồi thêm kiến thức mới để ứng phó với những vấn đề có thể phát sinh trong tương lai. Đồng thời, thái độ khiêm tốn cũng giúp bạn tránh việc đụng độ, kẻ xấu bụng ghen ăn tức ở. Trái với công việc, vận trình tình cảm của tuổi này có phần sa sút. Khi xảy ra tranh chấp, tuổi Mão nên kiệm lời, nếu không có thể nói ra những lời không hay làm tổn thương nửa kia. Nếu cứ nóng giận dù chút sự tức giận lên người ấy, thì mối quan hệ của bạn và đối phương sẽ dần trở nên xa cách. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Mão cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Quý vị thân mến, như vậy chúng ta vừa tìm ra 6 con giáp may mắn nhất trong ngày hôm nay, ngày 17 tháng 10. Quý vị có thuộc một trong những con giáp may mắn ở trên hay không? Hãy comment xuống bên dưới ô bình luận để mọi người cùng được biết và chúc mừng bạn nhé! Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mọi thắc mắc hay đóng góp của các bạn, hãy comment bên dưới ô bình luận hoặc gọi điện trực tiếp đến số 0989349119 để được tư vấn trực tiếp. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!